Thưa quý vị và các bạn, chiều qua theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, ngay khi đến thủ đô Washington DC, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đã bày tỏ vui mừng được hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử này. Ông cũng tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và quan hệ kinh tế thương mại song phương nói riêng sẽ có những bước phát triển mới ngày càng tích cực sau chuyến thăm của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia đàm phán hiệp định TPP, một hiệp định thương mại tự do với tiêu chuẩn rất cao, cho thấy chủ trương nhất quán này của Việt Nam. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng cho rằng Việt Nam là nước có trình độ phát triển thấp nhất trong TPP, nên cũng gặp nhiều thách thức nhất và phải sửa đổi nhiều quy định pháp luật nhất khi tham gia TPP. Và đề nghị phía Hoa Kỳ ủng hộ, cân nhắc đến trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam và có những linh hoạt cần thiết và phù hợp đối với Việt Nam trong đàm phán TPP. Tổng Bí thư cũng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ mở rộng thị trường cho hàng hóa của Việt Nam và sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam đã tham gia một hiệp định có tiêu chuẩn cao và toàn diện như TPP. Cũng trong chiều qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên giữa Việt Nam Airlines và hãng Boeing tổ chức tại sân bay quốc gia Ronald Reagan. Sau hơn 20 năm hợp tác giữa Việt Nam Airlines và hãng Boeing, sự kiện chuyển giao máy bay thế hệ mới ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, hiệu quả không chỉ giữa hai doanh nghiệp mà còn là mối quan hệ của hai quốc gia trong lĩnh vực kinh tế thương mại, một trong những trọng tâm hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Cũng nhân dịp này, Vietnam Airlines và Boeing đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác. Trong thỏa thuận, Boeing đã chào hàng 8 chiếc máy bay Boeing 787-10 Dreamliner và 8 chiếc Boeing 777-8 Vietnam Airlines sẽ xem xét kế hoạch phát triển nghiên cứu dự án, tiền khả thi và báo cáo phê duyệt trước khi đi đến thỏa thuận chính thức.